vượt qua. Quên hẳn người ta mặt anh sao khó mà ưa. Xin hãy để anh nói, có gì mà lôi thôi, chưa có khi nào anh bê bối. Chắc không hay là mải mê chốn nào tìm quên. Đâu có nghe bạn nhỏ to là anh bay bướm một cây. Ai chắc đùa dai đây, muốn ghẹo tụi mình đây. Em chớ ghen rồi chút thêm buồn. Không nhắn ghẹo đâu, hỏi rằng đi phép vì cớ gì không thèm về. Có phép đâu mà về. Phải rồi vui với người khác mà quên lời thề. Kìa kìa em nói tôi ghê, giờ còn ai nữa đâu mà mê. Đã nói là không, nếu không có lửa làm sao có khói. Ôi giời ơi, em nói thế là chết anh rồi. Chết cái gì mà chết. Thôi kìa, mặt kìa. Mặt sao? Cái mặt giật thế mà ghét bạn. Nè, có hay anh bần hành quân. Không dám đâu. Đâu phải vì anh mải mê bay bướm mà quên. Thôi thế chưa đi nhé, chớ đèo bồng nha anh. Khi đã yêu chỉ muốn riêng mình. Biết rồi, anh xin chừa được không? Có thế chứ, không là chết với em. Muốn thế nào một nhà? Mình em thôi.